Đầu tiên, 24 giờ trong một ngày của anh Son và Phương Vi như thế nào? Hai vợ chồng thì hồi xưa lúc mà con còn chưa đi học á, thì càng bù đầu cổ hơn nữa. Nhưng mà bây giờ thì con đã bắt đầu đi học rồi thì cũng đỡ hơn được chút xíu. Em thì bận rộn là do 5 tháng nay phải chạy theo show Chị Đẹp. Với lại cũng khoảng thời gian gần Tết thì như anh Khang biết là cái lịch diễn cũng khá là bận rộn. Còn anh Son thì là bận với lại cái lịch dạy học mỗi ngày của anh. Nghe giọng là... của em có vẻ hơi nghẹt mũi ha. À, có đôi có cặp luôn đó anh, hai vợ chồng đang hai vợ chồng mà. Chắc hôn nhau nhiều quá nên lây virus hay gì. Đâu phải đâu, có hôn đâu. Còn anh Son, how is your day? Busy, like especially the last couple of months. Mm-hmm. We've been so busy because of the show that V's in. And for me, I'm busy because I do all of the media for our family. Mm-hmm. And then I also, I've been doing my master's in business. Mm-hmm. So I've been studying a lot and it's just a lot going on. Great, yeah. Câu thứ hai, ai là người cầu toàn hơn? It depends. On your projects, you. Uh-huh. On organization. Sure. Yes. So you are the one to decide everything at home? No. I just am the one that keeps everything in order. nhưng mà chắc anh là hay lên kế hoạch hết mọi thứ đúng không? Em là người lên kế hoạch. Mà anh Sean là cái người phải đi dọn cái kế hoạch đó cho em. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Như vậy là em là người để chuyện, còn anh là đi dọn chuyện, chính đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này. Yeah. Vì sẽ về nhà khoảng 11 giờ tối là anh ơi, em muốn quay video. Bây giờ quay được không? Thôi, 7 giờ quay à? Là 11 giờ tối. Nhưng mà everything is ready. Yeah, the equipment, like, everything. Let's go. Yeah. And we do it. Yeah. And then I have to fix it. Uh-huh. And you have to satisfy all your wife's demand? 100%. 100%. Perfect husband. Yes. Yeah. So you have a happy marriage, right? Yeah. Đúng rồi. Phải thích nghi với em thôi, yeah, chứ bây giờ em muốn cái gì làm không chịu thì sao mà tối đó yên ổn được. Yeah. Cuộc chiến tranh lạnh lâu nhất của hai người kéo dài bao lâu? Không lâu được. Hồi xưa em nghĩ là em sẽ rất giỏi trong cái chiến tranh lạnh, tại vì em rất là giỏi, em học từ mẹ cái này. Mẹ với là ba em là từng chiến tranh lạnh khoảng 3-4 tháng á. Nhưng mà từ cái ngày gặp cái người này thì không có chiến tranh lạnh được. Tại vì anh hài hước quá nên không bao giờ. À không phải, tại vì rất là lì. Tức là phải nói chuyện cho nó xong hết. Tất cả mọi khúc mắc đó phải giải quyết trong ngày hôm đó, chứ không để qua ngày hôm sau. Mà mình không muốn nói chuyện cũng chạy đuổi theo mình, gọi là dồn vô chân tường bắt mình phải nói cho bằng được. Em có bị cấu lên hay vì đã dồn em tới chân tường để giải quyết chuyện chứ đó? Cấu chứ, em cấu dữ lắm, nhưng mà riết rồi cũng quen. Riết rồi cũng quen. Bởi vì anh học mẹ của anh là bác sĩ tâm lý. Và khi nào anh trẻ lắm mà mẹ và anh nói, và khi nào đám cưới phải đọc sách này, đọc sách của John Gottman. John Gottman là bác sĩ cao nhất của, he's like the expert on marriage. And he's got this book and he says the one thing that if you want to have a your marriage last, you have to do one thing. It's, help me explain this. Turn in, not turn away. Turn in là có nghĩa là phải hướng về nhau. Đối thoại chứ không hướng về nhau, chứ không có gọi là quay lưng với nhau. Yeah. Như vậy là không bao giờ xảy ra cái trường hợp là chồng một giường mà vợ một giường, đúng không? No. Never, right? Câu tiếp theo. Món Việt Nam nào mà anh Son không ăn được? Anh Son thì thiệt ra thì ảnh là bị dị ứng rất là nhiều những cái món thực phẩm khác nhau. Cho nên ảnh là ăn chay, mà còn hơn chữ chay trường nữa đó. Tại vì ảnh chỉ ăn được một vài món thôi. Chẳng hạn như là gạo lứt nè, rồi đậu hầm với lại rau luộc. Không có đường, không có trái cây, không có bất kỳ một cái gì khác. Chỉ có chút xíu muối thôi. Trời ơi, vậy khẩu vị của ảnh còn hơn cả thầy tu nữa. Hơn thầy tu, chắc chắn là hơn thầy tu. Tại vì ăn rất là đơn giản luôn. 14 năm rồi. Như vậy là anh cũng dễ nuôi ha. Easy to feed her. Not so easy though. Nhưng mà nó khó. Cái này là khó lắm. Bởi vì hồi xưa anh đã tới Việt Nam 2001. 2001 là anh chưa có gì ứng hết. Và anh ăn cái gì cũng được. Anh ăn bánh, bún bò, ốc dừa, cái gì là... Hồi xưa ở đường Hùng Vương có ốc cái là rất là ngon. Ốc gái nữa, trời, biết ốc gái đâu. Có bánh cuốn Hải Nam. Và có bít tết ở đường Lâm Sơn. Nguyễn Thị Minh Khai có ở đó là Lâm Sơn, bít tết Lâm Sơn. Nhiều món ăn. Nhưng mà bây giờ là... Bây giờ không ăn được. Không ăn được, đúng và không? Mẹ của Vy, she's such a good chef. So I come mẹ home thì nấu ăn ngon lắm, cho nên là giờ về chỉ có hửi thôi chứ không có được ăn. Nếu vậy thì nó cũng cực ha, tại vì
nếu mà đi đâu đó, đi dự tiệc, đi party hay là đi chơi du lịch này, anh phải ăn một cái chế độ rất là đặc biệt của riêng anh. Là tụi em phải vác theo cái nồi cơm điện đó. Là tự nấu ăn luôn. Là tự nấu ăn đó, tại vì anh ăn cơm gạo lứt. Đó, thì tụi em tự nấu ăn, với lại đậu thì phải mang theo đậu hộp. Rau luộc thì dễ rồi. Cho nên là nói chung là nó cũng có cái khó của nó. Tại vì thiệt ra như anh Khang biết là một cái cặp đôi ấy, thường thì ngoài những cái sinh hoạt ở trong gia đình thì những cái buổi đi ăn uống ở ngoài nó cũng là một cái gì đó, nó là thú vui đó. Mà em là một người đam mê ẩm thực nữa cho nên là nói chung là nó cũng có những cái khó khăn mà hai đứa cái khoảng thời gian ban đầu cũng phải đối mặt với điều đó. Vi có phải là một người vợ đảm đang không? Great way. Great way. Yeah. Best way. You know what? I think that Vi and I are good partners. Yeah. What she's good at, I'm bad at. What I'm good at, I'm bad at. She's not as good at. I'm not saying she's bad at it. You know, and I think that we found ways to balance it. To balance it, you know. Giống như là yin yang, âm và dương vậy đó, nha, tụi em bổ trợ cho nhau. Những cái mà người này thiếu sót. Yeah.